Chào mừng các bạn đã trở lại với S News, mình là Nam Khánh và hôm nay hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Hà Nội đang bước sang ngày thứ hai thực hiện áp dụng biện pháp chống dịch theo công điện số 15. Theo đó, mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà và chỉ ra đường khi có việc cần thiết. Tuy nhiên, tại các công viên lớn hay quanh phố đi bộ Hồ Gươm vẫn có nhiều người kéo ra tập thể dục. Thậm chí thay vì buổi sáng, họ dời chuyển luôn sang buổi đêm để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra. Chỉ sau gần một ngày kể từ khi thủ đô được phát đi thông báo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, các hoạt động nếu không nằm trong danh mục thiết yếu thì đều phải đóng cửa hoặc ngừng hoạt động và việc tập thể dục nơi công cộng cũng bị ngăn lại. Thế nhưng, tới khoảng 0 giờ đến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7, trên nhiều tuyến phố bỗng xuất hiện nhiều đối tượng từ giới trẻ tới trung niên, lớn tuổi đi tập thể dục. Mọi hoạt động như đạp xe, chạy bộ vẫn diễn ra tấp nập như không có chuyện gì xảy ra. Ghi nhận tại Hồ Đắc Di, Công viên Thống Nhất, Hồ Tây hay quanh khu vực Hồ Gươm chính là nơi được mọi người tìm tới nhiều nhất vì có địa thế thoáng mát, rộng rãi cho việc rèn luyện thể lực. Chứng kiến những hình ảnh này, không ít cư dân mạng đã tỏ ra ngán ngẩm trước hành động của một số người và cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức cộng đồng. Lúc này, việc cần làm nhất chính là thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà nước ban hành, hạn chế ra đường khi không cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh. Nhiều cư dân mạng comment như sau: nghỉ tập thể dục một tháng thì có sao đâu, hoặc không thì tập ở nhà, còn ra đường làm gì? Cấm ngày thì chuyển sang tập đêm, chịu các bô lão. Bình thường có khi chẳng tập đâu, nhưng cứ dịch bùng là phải thể dục rất hăng, chẳng hiểu nổi. Tính từ ngày 5 tháng 7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 208 ca bệnh. Riêng ngày 19 tháng 7 có 41 ca, con số cao nhất trong ngày của đợt dịch thứ tư. Đợt dịch thứ tư của Hà Nội được tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, ghi nhận tổng cộng 467 ca bệnh. Chúng ta hãy cùng nhau tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch của chính phủ để đẩy lùi dịch bệnh nhé. Đây là S News, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ like, share và subscribe để cùng S News cập nhật những tin tức mới nhất.